phim lấy bối cảnh vào 100 năm sau ở hiện tại, lúc mà game thực tế ảo cho phép người ta có một cuộc sống luôn ở trong game. Và tựa game XG ra siêu là game nổi tiếng nhất bấy giờ. Tính năng mở rộng bản đồ và cho phép người chơi tự do khám phá. Nhưng sau 12 năm thì tựa game cũng phải đến hồi kết. Các anh hùng của trò chơi lúc này đang tiến đến khu vực của Ma Vương nhưng sau cùng tất cả họ đều bị đánh bại. Thực ra Ma Vương này cũng là một người chơi chỉ là bang hội của cậu giờ đây đã không còn nhiều thành viên online như trước nữa vì ai cũng bận bịu với công việc ngoài đời sống ma vương chính là chủ của bang hội này và vẫn còn duy trì nó đến bây giờ hôm nay là ngày cuối cùng game còn hoạt động mà chỉ mình ma vương còn ở lại đây cậu không cam chịu vứt bỏ lăng tẩm đã cùng nhiều đồng đội tạo nên này cậu đã lấy chiếc quyền trượng và cũng là biểu tượng của bang hội ra để mang theo cậu không trách những người đồng đội khi đã từ bỏ nơi này vì tất cả thành viên đều là những người từng bươn trải và chẳng lạ gì khi họ chọn thế giới thực Cậu sau đó thấy quản gia Sebat và dàn hầu gái nên đã dẫn họ đi cùng quanh lăng tẩm một lần cuối. Lúc đến phòng ngai vàng, cậu gặp được Abedo, NPC mạnh nhất của lăng tẩm và là thống lĩnh của các thủ hộ giả. Cậu xem qua thiết lập của Abedo và quyết định dùng quyền trượng để chỉnh lại thiết lập của cô. Và thứ cậu thêm là việc cô yêu cậu sâu đậm. Cậu sau đó đã ngồi ôn lại ký ức về những người đồng đội và rồi quyết định chờ đến khi kết thúc thì đi ngủ. Vậy nhưng 12 giờ đã trôi qua và cậu vẫn chưa hề thoát game nhưng cậu nhận ra hệ thống đã biến mất các quyền khi còn là người chơi đã mất abdo thì trở nên rất thực tế khi cô có thể nói chuyện và hành xử như có nhân cách của con người cậu không thể gọi với ban quản trị để báo lỗi cậu đã thử ra lệnh cho sebat là ra ngoài giám sát lăng tẩm và đội hầu gái thì đi từng tầng để canh gác các npc giờ lại nhận lệnh bình thường thay vì lệnh đã được lập trình sẵn cậu sau đó gọi abdo đến gần và muốn thử vài thứ cậu nhận ra cô có mùi thơm nên đây chắc chắn không phải game cậu vẫn thử được nắm tay cô và sau đó là bóp bưởi. Cảm giác quá chân thật khiến cậu chắc chắn đây không phải game rồi. Cậu sau đó xin lỗi Abedo và nhờ cô triệu tập toàn bộ thủ hộ giả trừ số 4 và số 8 đến đấu trường gặp cậu. Cậu sau đó dịch chuyển đến đấu trường và thấy vật phẩm ma pháp vẫn xài được. Lý do cậu gọi các thủ hộ giả đến là vì cậu cần xem thử họ có trung thành với cậu hay không. Đấu trường này được cặp song sinh Elf cai quản, người đầu tiên là Aura. Và Aura cũng xem cậu là đấng tối cao ở nơi này. Aura đã gọi đứa em là Maze đến chào hỏi đấng tối cao. Nhìn như này chứ Aura là con gái còn Maze là con trai. Cả hai bất ngờ khi cậu mang theo quyền trượng tối cao đến đây. Quyền trượng này được tạo nên từ những viên đá mạnh nhất và là món đồ đạt cấp độ bảo vật của thế giới. Cậu quyết định đứng đây chờ Abedo gọi các thủ hộ đến nên tập dùng thử ma pháp. Cậu sau đó gọi ra quỷ lửa và để cặp song sinh đánh thử với nó. Quả nhiên dù quỷ lửa cấp có cao nhưng vẫn không làm khó được cặp song sinh. Cậu sau đó dùng thử ma pháp liên lạc và gọi được cho Sebat. Sebat nhìn thấy một điều rất lạ nên cậu gọi ông đến báo cáo luôn. Cặp song sinh đã xử lý xong con quỷ lửa nên cậu đã cho cả hai một ít nước. Cả hai đã nghĩ là cậu phải đáng sợ lắm nhưng hóa ra là không. Thủ hộ giả của ba tầng đầu tiên là Sa Tia cũng đã đến. Cậu nhận ra ai cũng trung thành nên sẽ cố làm một thủ lĩnh chuẩn chỉ. Cậu chưa biết ở thế giới này mạnh ra sao nên sẽ ở lại đây thay vì quay về cuộc sống buồn tẻ ngoài kia. Cậu thấy cảnh Tia và Aura cãi nhau cũng giống như cách hai người chủ đã tạo ra hai cô gái này cãi nhau khi xưa. Cositus là thủ hộ giả tầng 5 đã đến để ngăn cuộc cãi vã lại. Cả tính cách lẫn vẻ ngoài của Cositus đều là một chiến binh thực thụ, còn Demiugod là thủ hộ giả tầng 7. Anh là một con quỷ được thiết lập với trí óc cực nhạy bén để chỉ huy các NPC khác khi phòng thủ. Khi tất cả đã tập hợp đủ thì cậu đã cho Sebat đến báo cáo chuyện đang xảy ra với Lang tầm. Ông cho biết thay vì ở đầm lầy như trước thì giờ đây Lăng Tẩm lại đang ở giữa thảo nguyên và xung quanh vẫn không có một sinh vật hay nhà cửa nào. Cậu đã cho Abedo và Demiurge triển khai liên lạc và bố trí phòng vệ, còn Maze thì được giao cho nhiệm vụ ngụy trang cho Lăng Tẩm này. Cậu sau đó hỏi mọi người về việc cậu trong mắt họ là như thế nào. Ai cũng xem cậu là một chủ nhân độ lượng, mạnh mẽ, tài ba, sắc sảo và không bao giờ bỏ rơi thuộc hạ. Cậu xin họ hãy tiếp tục phục vụ cậu và rời đi. Cậu không tin được là họ đều ngưỡng mộ cậu thực sự. Những thủ hộ giả đều thấy cậu quá tuyệt vời khi đã ở lại với họ đến cuối cùng. Sebas sau đó đã đi tìm cậu vì ông là quản gia riêng. Abdo muốn ông hãy gọi cô nếu chủ nhân có lệnh. Satia thì đứng sau khi thấy cậu thể hiện quyền uy và với tư cách là vợ tự nhận của cậu thì Abdo đã đứng ra cãi tay đôi với Satia. Demiwook đã để Aura ở lại giải quyết vấn đề của phụ nữ. Còn Demiwook thì vẫn hy vọng một trong hai cô gái đó sau này sẽ mang trong mình huyết mạch của chủ nhân. Vì Demiurge vẫn lo là sẽ có một ngày cậu rời bỏ họ như những người khác, nên họ cần có một chủ nhân để phục vụ. Cositus nghĩ đến viễn cảnh được phục vụ con của chủ nhân thì rất thích thú. Hai cô gái sau đó cũng đã dừng vụ cãi vã lại vì chủ nhân phải có hơn một vợ. Nhưng ai sẽ là vợ chính thì để sau rồi tính. Trước mắt bây giờ thì phải bắt đầu kế hoạch. Cậu sau đó về phòng và thấy bản thân thay đổi khá lạ. Vì ham muốn của cậu lúc ở với Abedo đột nhiên bị một cái gì đó nhấn xuống, hơn nữa cậu cũng không thấy đói hay mệt mỏi ham muốn thể xác thì trừ khi làm thì còn được chứ nghĩ thì chắc chắn sẽ lại bị nhấn xuống. Cậu thử dùng kiếm nhưng không được, có điều khi đổi sang mặc một bộ giáp chiến binh thì vẫn có thể dùng được. Cậu sau đó muốn ra ngoài thì cô hầu na bê muốn đi theo thì cậu không cho. Cậu chỉ tính ra hóng mát một lúc, nhưng vừa lên thì bị ba quỷ tướng của Demiwok phát hiện. Anh ta vẫn nhận ra cậu trong bộ giáp này. Cậu muốn ra hóng gió nhưng Demiwok bắt phải có một người đi theo mới yên tâm nên cậu đành để anh ta theo. Cậu sau đó lấy dây chuyền bay ra để bay lên trời xem thử, bầu trời cho cậu cảm giác rất thích thú. Và cậu đã suy nghĩ đến việc thử chinh phục thế giới này xem sao. Cậu sau đó thấy Ma đang ngụy trang cho lăng tẩm nên đã xuống thăm hỏi thử. Cậu khen ngợi Ma và còn tặng Ma một chiếc nhẫn giúp di chuyển dễ dàng hơn trong lăng tẩm. Ma hứa sẽ tận tụy hơn để xứng đáng với nó. Ma thắc mắc việc cậu mặc giáp thì Abedo đến và cho rằng cậu làm vậy để tránh ảnh hưởng đến cấp dưới. Thấy Abedo có vẻ ghen với chiếc nhẫn của Ma nên cậu cũng cho cô một chiếc nhẫn luôn và rồi ra về ta bây giờ đã có thể gặp những con người ở thế giới này. Ta gặp kiếm vương Gazep, ông là người của đất nước Rentel. Và lúc đến một ngôi làng bị tấn công thì ông đã cho người cứu dân tị nạn về vương đô và cấp dưới của ông. Lo ngại về việc nếu đối thủ của họ là nước đối địch Baharut thì ngần này quân của họ sẽ không đủ để đối phó. Anh ta cho rằng đây là bẫy và thay vì chia quân ra ở đây thì họ nên quay về vương đô ngay. Vì vài người dân không đáng để hy sinh bằng kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc nhưng họ vốn cũng từ thường dân đi lên nên họ hiểu người dân cực khổ ra sao trong lúc đó nhân vật chính đang dùng gương để quan sát thế giới xung quanh vô tình cậu phát hiện có một ngôi làng đang bị tấn công đám này không phải cướp mà trông giống quân sĩ hơn cậu thấy không ổn ở bản thân vì đáng ra nếu trước đây thì cậu phải thấy khó chịu khi nhìn cảnh này nhưng giờ cậu lại hoàn toàn bình thản cậu định mặc kệ nhưng khi nhìn xe bát thì cậu lại nhớ đến hình ảnh chủ nhân của ông và cũng là người đã từng giúp cậu lúc cậu mới vào game và nâng đỡ cậu có được ngày hôm nay cậu ra lệnh cho sebat gọi abdo lên đồ và theo cậu đến cứu ngôi làng đó cậu muốn trả món nợ với người chủ của sebat vì người đó có châm ngôn là gặp nạn thì phải cứu cậu sau đó lấy quyền trượng và đến cứu hai chị em đang gặp nạn ở ngôi làng kia cậu đã thử phép bóp tim lên một tên lính và hắn chết ngay tức khắc còn tên kia thì cậu dùng xét giật chết cậu sau đó tạo ra kỵ sĩ xác sống từ tên lính và ra lệnh cho nó đi xử lý nhưng tên mặc giáp như đám này Abdo sau đó cũng đến và cậu đã lấy một lọ thuốc hồi phục cho cô chị uống. Cả hai vẫn sợ cậu nên Abedo đòi xử trảm thì cậu đã cản lại. Cậu giải thích rằng đây là thuốc hồi phục và bản thân là một pháp sư. Cậu đã dựng khiên bảo vệ hai chị em và cho họ coi triệu hồi Goblin để tự bảo vệ bản thân. Cô chị đã hỏi tên cậu thì cậu tuyên bố tên bản thân là Aizugon. Kỵ sĩ xác sống lúc này đang liên tục đồ sát lũ quân binh ở trong làng. Tất cả chúng đều không có tuổi trước kỵ sĩ xác sống hùng mạnh chúng nhận ra kỵ sĩ chỉ đang đùa giỡn với chúng tên đội trưởng muốn quân lính làm lá chắn cho hắn chạy nhưng hắn là người bị kỵ sĩ nhắm đến tiếp theo kỵ sĩ tiếp tục đồ sát cho đến khi ai dư gôn đến và ra lệnh dừng lại cậu đeo lên một chiếc mặt nạ và cho đám lính đây trở về báo cáo với cấp trên cảnh cáo chúng nếu còn đi làm loạn thì cậu sẽ gieo chết chóc đến với chúng chúng chạy hết còn cậu thì cho dân làng biết bản thân đến đây cứu họ nhưng cần có hậu tạ nghe có hậu tạ thì dân làng không còn nghi ngờ cậu cậu quyết định phải xử lý hai chị em vừa rồi vì họ đã thấy khuôn mặt xương của cậu cậu sau đó đến nhà trưởng làng và lấy thông tin để hậu tạ thay vì của cải vì cậu cần thông tin để hiểu rõ hơn về thế giới này đầu tiên là việc lăng tẩm của cậu và ngôi làng này đang nằm trên lãnh thổ của vương quốc và thường xuyên xảy ra xung đột và tranh chấp với phe đế quốc ngay tại vùng đồng bằng tiếp giáp giữa thủ đô vương quốc và đế quốc ở phía nam của hai quốc gia này là pháp quốc và theo biểu tượng thì đám mặc giáp ban nãy là của đế quốc nhưng cũng có thể là âm mưu của Pháp quốc nhằm tăng thêm căng thẳng giữa vương quốc và đế quốc. Cậu sau đó biết ở thành phố gần đây có một hội mạo hiểm giả và cậu có thể đến đó để khai thác thêm thông tin. Dân làng sau đó đã đi an táng cho những người đã chết và dù ai dư gôn có thể hồi sinh người chết thì cậu vẫn không muốn gặp rắc rối mà dùng đến phép đó. Cậu chiều đó đã thấy dân làng đang dần khôi phục. Cậu thấy Abedo có vẻ không thích con người lắm nhưng cậu muốn cô phải tập diễn xuất một chút. Cậu để ý thấy trưởng làng có vấn đề gì đó nên đến hỏi thì ông cho biết có một đoàn quân đang hướng đến đây. Ai dư gôn đã cho người dân đi trú ẩn còn cậu với trưởng làng sẽ ra gặp họ. Và đoàn quân đang đến đấy là của Gazep, đội trưởng đội vệ binh hoàng gia. Ông đến để xử lý lũ lính đế quốc nhưng Ai dư gôn đã xử lý hết thay ông nên ông đã gửi lời cảm ơn. Nhưng đột nhiên quân lính báo cáo là có địch đang hướng đến. Kẻ dẫn đầu đám pháp sư này thuộc Pháp quốc và hắn đã cho thuộc hạ cải trang thành binh lính của đế quốc để tấn công ngôi làng. Tên này được giao nhiệm vụ tiêu diệt đội trưởng Gazep của quân đội Hoàng gia và trước khi tấn công thì hắn đã được cấp trên giao cho một bảo vật mang rất nhiều sức mạnh. Chẳng mấy chốc thì những tên pháp sư này đã bao vây ngôi làng. Lúc này Gazep mới nhận ra rằng ông mới là người mà chúng nhắm tới. Vì không muốn liên lụy tới ngôi làng nên Gazep sẽ ra ngoài để đấu với chúng. Cùng với đó thì ông đã cầu xin Aizugon hãy ở lại để bảo vệ ngôi làng. Điều này khiến cậu cảm động nên cậu đã nhận lời với Gazep. Và trước khi Gazep ra trận thì cậu đã tặng ông một món quà để tiếp đón những tên pháp sư kia. Thế là Gazep đã tạm biệt cậu để cùng những binh sĩ của mình tiến thẳng tới chỗ quân địch. Vì Gazep chỉ là đấu sĩ hệ cận chiến nên rất khó khăn khi đối đầu với những pháp sư tầm xa. Hơn nữa chúng có thể điều khiển những con robot thiên thần để làm khó ông. Và để tiêu diệt lũ quái này thì Gazep đã thi triển võ kỹ để khiến những con đầu tiên bốc hơi, sau đó là chiêu thức gia tốc với tư thế chém xoay để tiêu diệt những con tiếp theo. Tuy nhiên tới khi tên Chỉ Huy xuất hiện thì hắn đã dùng bảo vật để triệu hồi ra nhiều thiên thần hơn. Và sau một hồi chiến đấu thì cuối cùng Gazep đã kiệt sức, còn toàn bộ người của ông ấy đã bị hạ gục. Những con thiên thần liên tục hội đồng Gazep khiến ông ấy cũng không chịu nổi nữa, nhưng với lòng dũng cảm của mình thì ông vẫn đứng dậy chiến đấu với chút sức lực cuối cùng. Còn tên Chỉ Huy thì tự tin rằng hắn sẽ cho Gazep đi bán muối và sau đó hắn sẽ tiến vào và san phẳng ngôi làng. Nhưng đúng lúc này thì Ai Dư Gôn đã dùng phép thuật của mình để đổi chỗ với Gazep để đưa ông ấy về ngôi làng. Ông liền nhận ra rằng món quà khi nãy chính là thứ giúp cậu có thể thi triển phép thuật. Cậu đã gửi lời chào tới tên chỉ huy cùng đồng bọn. Tưởng rằng cậu ra mặt để xin tha mạng cho ngôi làng nên hắn đã buông lời chế giễu đấng tối cao. Thấy có vẻ như tên này đang muốn đăng xuất nên cậu sẽ đáp ứng nguyện vọng của hắn tên chỉ huy liền điều mấy con thiên thần tới tấn công cậu nhưng chẳng gây ra tí sát thương nào vì cơ thể của cậu toàn là xương nên đã miễn nhiễm hoàn toàn với những đòn tấn công vật lý và sau khi hạ gục hai con thiên thần thì cậu nhận ra chúng đều là quái vật của trò chơi nên cậu chỉ cần một chiêu thức đã làm cho toàn bộ lũ thiên thần bay màu trong nháy mắt những tên pháp sư khi chứng kiến thì vô cùng sợ hãi nên chúng phải dồn toàn lực để tiêu diệt cậu tuy nhiên thứ chúng dùng đều là những phép thuật cùi bắp nhất của trò chơi này nên chẳng thể chạm tới cậu Thấy vậy thì tên chỉ huy liền triệu hồi ra một thiên thần cấp cao để mua vui cho Azygol, và chỉ với một ngọn lửa địa ngục thì thiên thần của hắn lại bốc hơi không một dấu vết khiến cho hắn vô cùng sợ hãi, hắn phải lôi con bài cuối cùng của mình ra để chiến đấu. Hắn sau đó đã dùng viên pha lê để triệu hồi ra một thiên thần tối thượng và hắn cho rằng lần này cậu sẽ phải khiếp sợ trước sức mạnh của nó. Cảm thấy đòn tấn công này có thể khiến mình bẩn áo nên cậu đã lệnh cho Abedoh thi triển kỹ năng bảo hộ. Nhưng khi cậu trông thấy thì không khỏi thất vọng vì thứ cậu lo lắng thật ra chỉ là một món đồ chơi của con nít. Còn Abedo thì vô cùng tức giận khi những kẻ hạ đẳng này dám vô lễ với chủ nhân mà cô yêu. Và để tiêu diệt con thiên thần này thì cậu đã tạo ra một cái hố đen khiến nó bị hút vào không còn dấu vết. Chứng kiến sức mạnh của đấng tối cao làm cho hắn và đồng bọn sợ hãi tột độ. Hắn liền van xin tha mạng nhưng lúc này thì đã quá muộn. Sau khi cho chúng đi bán muối thì cả hai đã lên đường trở về lăng tẩm. Lúc này Abedo mới thấy chủ nhân của mình đúng là ngầu lòi. Và khi về tới lăng tẩm thì Aizugon đã cho triệu tập hết các thủ hộ để thông báo rằng từ giờ phút này cậu sẽ đổi tên mình giống như tên của bang hội. Đó là vì cậu muốn đưa thanh danh của bang hội tới mọi người dân trên thế giới này. Và nếu như có người chơi nào còn mắc kẹt ở đây thì họ có thể dễ dàng nhận ra đó là bang hội của cậu. Abedo báo cáo lại rằng qua những kết quả điều tra thì thế giới này không còn người chơi nào khác bị kẹt lại. Còn tên chỉ huy mà cậu bắt được thì chưa tra hỏi được gì thêm. Vì thế cậu lại muốn ra bên ngoài để biết thêm thật nhiều về thế giới này. Và sau màn báo cáo thì Abedo lại giở trò quyến rũ chúa tể của mình. Cậu liền cho Abedo biết rằng thật ra lúc trước cậu đã chỉnh sửa lại cảm xúc của cô ấy nhưng Abedo chẳng quan tâm mà chỉ cần biết khi. Nào cô được động phòng với cậu mà thôi đúng lúc này thì sa tia vào phòng và tạm biệt chủ nhân để đi làm nhiệm vụ cùng quản gia Sebat. Và khi thấy Abedo ở đây thì sa tia lại nổi cơn ghen tị rồi cả khi Abedo. Thế là hai cô gái lại tiếp tục cuộc chiến của tình yêu. Nhưng vì chúa tể đang ngồi ở đây nên chẳng ai dám to tiếng, rời khỏi lăng tẩm. Ai dư gôn đã đi tới một hội mạo hiểm giả trong thành phố và lần này người đi cùng cậu là cô hầu Nabe. Vì vừa đi đăng ký lại bang hội nên cấp bậc của cậu mới chỉ là RANK đồng. Thấy vậy thì những tên mạo hiểm giả ở đây bắt đầu dở thói bắt nạt những người mới đến, nhưng mấy tên này không hề biết rằng đứng trước chúng chính là đấng tối cao của thế giới này. Cậu cần một ném thì hắn đã bay lên trên không rồi tiếp đất bằng mồm nhưng cú ném vừa rồi vô tình khiến cho lọ thuốc mana của một cô gái gần đó bị vỡ vụn. Thế là cô ấy liền quay ra và bắt đền cậu vì thứ này rất là đắt đỏ. Vì không thích gây sự chú ý nên anh đã đền cho cô ta hẳn một lọ sinh lực của mình sau. Đó thì cả hai người đã thuê một phòng trọ để nghỉ chân. Lúc này Na B nói rằng cô cảm thấy rất khó chịu vì đám nhân loại thấp hèn khi nãy. Giống như cách A B đô chỉ coi bọn chúng là lũ rác rưởi Nhưng vì chúa tể của cô muốn giấu thân phận nên Na B phải tuân lệnh và tha mạng cho chúng cậu cũng cho na b biết mục đích của chuyến đi là thu thập thông tin về thế giới này và để làm được điều đó thì họ sẽ phải trở thành và mạo hiểm giả để tăng từ rank đồng lên cấp cao nhất tuy nhiên có một vấn đề là hiện tại tiền trong túi đã hết nên cả hai phải đi kiếm việc không thể tin rằng một chúa tể đầy quyền năng có cả kho báu trong lăng tẩm mà giờ đây lại phải đi kiếm mấy đồng bạc lẻ để mưu sinh đơn giản cũng vì tiền của họ không dùng được ở thế giới này còn cô gái mạo hiểm giả lúc nãy thì đã đi tìm một nơi để thẩm định lọ sinh lực của cậu và sau khi thẩm định thì bà lão đã cho cô ấy biết rằng lọ sinh lực này được làm từ máu của thần linh và chỉ có trong truyền thuyết. Vì nó rất quý hiếm nên chắc chắn sẽ có người tới lấy mạng cô ta để cướp đi nó nên bà lão đã gạ cô ta bán lại cho bà để đảm bảo an toàn. Lúc này cậu đã tới hội quán để nhận nhiệm vụ đi thảo phạt quái vật. Tuy chỉ mới RANK đồng nhưng cậu đã chọn nhiệm vụ cấp cao nhất để xem mấy con quái vật này trông ra làm sao. Nhưng vì chưa đủ cấp độ nên cô gái tiếp tân đã không cho phép cậu nhận nhiệm vụ này thế là cậu buộc phải nhờ cô ta chọn cho nhiệm vụ khác phù hợp với cấp bậc của mình đúng lúc này có một nhóm mạo hiểm giả tới rủ cậu cùng đi làm nhiệm vụ trưởng nhóm của họ tên là peter đã giới thiệu từng thành viên của nhóm và sau những lời nói của peter thì cậu cũng nhận ra rằng ở thế giới này có rất nhiều người có thiên phú về phép thuật cũng như sức mạnh đặc biệt là một người có tên nifesia và cậu ấy chính là cháu ruột của bà lão thẩm định hôm qua thiên phú cho phép cậu ta có thể sử dụng thành thạo bất cứ vật phẩm ma pháp nào Nghe xong thì cả Na B cũng như cậu đều muốn gặp xem cậu ta mạnh tới mức nào. Lúc này thì Peter mới nói về công việc của bọn họ đó là tiêu diệt quái vật xung quanh thành phố, nhưng vì số lượng của chúng rất nhiều nên họ muốn được nhóm của cậu giúp đỡ. Thấy vậy thì cậu cũng nhận lời luôn để mọi người có thể sớm lên đường. Nhưng trước khi đi tìm thì một thanh niên trong nhóm tên là Von đã hỏi rằng hai người thực ra có quan hệ gì. Khi nghe mua nói cả hai chỉ là đồng chí thì Von liền quỳ xuống cầu hôn Na B vì thấy cô rất xinh đẹp và na B chỉ đáp lại rằng cậu ta hãy biết thân phận của mình nếu không cô sẽ cắt lưỡi. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của na B lại khiến cho vôn càng thêm phấn khích. Lúc sau mọi người xuống tới hội quán thì cậu lại nhận được một nhiệm vụ riêng. Và khi biết người chỉ định nhiệm vụ là Nifesia thì Na B đã lập tức bảo vệ cho chúa tể khiến anh phải cốc cho một cái để cô ta bình tĩnh lại. Sau đó cả bọn lại trở lên tầng trên để nghe yêu cầu của Nifesia. Cậu ấy muốn tới làng để thu thập thảo dược nên muốn được Aizugon bảo vệ suốt quãng đường đi. Còn bên trong thành phố thì một cô gái đạo tặc đã tìm tới gặp một tên thầy Pháp và sau đó khoe với hắn ta một sợi dây chuyền mà cô ta vừa trộm được. Cô ta cho hắn biết rằng đây là một bảo vật mang trong mình sức mạnh khủng khiếp và chỉ có những người có thiên phú như Nifesia mới sử dụng được. Còn nhóm của Aizugon thì đã lên đường ngay trong sáng hôm sau. Qua nửa ngày đi đường thì cả bọn đã dừng để nghỉ chân. Lúc này Nifesia đã cho cậu biết rằng đây là lãnh thổ của con thú có tên là Tuệ Vương Sơn Lâm. Đây là một sinh vật cực kỳ thông minh đã sống qua hàng trăm năm và có thể sử dụng được ma thuật thấy con thú này có vẻ mạnh mẽ nên cậu cũng muốn gặp nó xem sao. Ở phía lăng tẩm lúc này thì Demiwok muốn dọn dẹp căn phòng của cậu khi cậu ấy đi vắng. Nhưng khi vào tới nơi thì thấy Abedo đang làm gì đó rất mờ ám trên giường của chúa tể. Thì ra vì quá nhớ cậu nên Abedo đang ôm ấp cái gối có in hình bộ xương và gọi đây là tình yêu của mình khiến cho Demiwok cũng phải cạn lời vì sự đảm đang của bà này. Còn bên phía nhân vật chính cùng nhóm mạo hiểm giả. Họ vẫn đang tiếp tục lên đường hướng tới làng và họ đã phải dừng lại vì trước mặt có một đám quái vật chặn đường. Thấy vậy thì cậu đã nhờ nhóm mạo hiểm giả ở sau hỗ trợ còn cậu cùng với Na B sẽ kết hợp để quét sạch đống quái vật nhãi nhép này. Cậu sau đó đã cầm kiếm lên và lập tức hạ gục được con đầu tiên. Thấy vậy thì nhóm mạo hiểm giả cho rằng cậu phải rờ -N -K thách đấu chứ không phải đồng đoàn nữa rồi. Vì chỉ cần vài đường kiếm cơ bản thì lũ quái vật con nào con ấy cũng nằm dạp xuống đất. Chứng kiến sức mạnh của cậu đã khiến cho chúng phải quay đầu bỏ chạy nhưng khi tới lượt na b với lôi thuật của cô thì đã có con nào có thể trốn thoát sau khi tiêu diệt hoàn toàn đám này thì nhóm mạo hiểm giả đã tự trị thương cho mình và để xác nhận nhiệm vụ hoàn thành thì họ sẽ phải xin nhẹ đôi tai của chúng họ cũng tỏ vẻ rất ngưỡng mộ cậu vì sức mạnh và tố chất lãnh đạo của cậu nhưng cậu khiêm tốn nói rằng rồi một ngày họ cũng sẽ mạnh lên như vậy tối đến thì cả bọn đã ngồi lại với nhau để cùng ăn tối nhưng vì cơ thể toàn là xương nên cậu cũng chẳng cần ăn luôn Lúc này trong nhóm mạo hiểm giả có một cậu bé muốn đặt cho cậu danh hiệu Hắc kiếm sĩ để nhiều người biết đến. Tuy nhiên cậu cho rằng danh hiệu này thuộc về một thanh niên khác cầm song kiếm nên đã từ chối. Mọi người sau đó đã nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Khi thấy những mạo hiểm giả rất thân thiết thì cậu lại nhớ về những người đồng đội cũ của mình, tiếc rằng trong 41 người thì chỉ còn lại mỗi cậu ở lại thế giới này. Ở bên trong thành phố thì cô gái đạo tặc đang tìm kiếm Nifesia khắp nơi và ta cũng không ngại xuống tay với những Người khác để bắt họ khai ra thông tin sau đó thì dùng tà thuật biến họ thành những con rối chỉ biết nghe lệnh. Còn tên thầy Pháp thì cũng tà đạo không kém khi hắn đã dùng một nghi thức để tạo ra xác sống với mục đích biến toàn bộ. Con người của quốc gia này thành những zombie và khi thu thập đủ sức mạnh chết chóc thì cơ thể của hắn sẽ trở nên bất tử. Tuy nhiên hai kẻ này cũng không đoàn kết với nhau cho lắm vì chỉ sau vài câu cà khịa thì chúng suýt nữa đã đòi xiên nhau. Sáng hôm sau, cả đoàn của Aizu gôn lại lên đường vôn cho rằng không cần giữ đội hình lắm vì quanh đây không có quái nào nguy hiểm chỉ đen lắm thì họ mới gặp con rồng ở núi băng đằng kia cậu có hỏi về tên con rồng thì cậu trai pháp sư đây lúc về thành phố sẽ kiểm tra và báo lại cậu muốn biết thêm về loài rồng vì trong trò chơi lúc trước thì rồng là chủng loài mạnh nhất và cậu muốn đề phòng nếu chúng cũng có ở trong này lúc cả đoàn đến được làng thì ba lê thấy lạ vì trước đây làng làm gì có hàng rào kiên cố như này đám góp linh trong đó thấy có người đến thì cho người đi báo cho đại tỷ đám Goblin chạy ra mai phục ở cổng và hội Peter đã sẵn sàng giao chiến. Nhưng Goblin cho rằng nếu được thì chúng không muốn đổ máu vì chúng nhìn ra ai Dư Gôn nguy hiểm ra sao. Đột nhiên cô chị mà cậu cứu lần trước xuất hiện. Cô là Angie và là người quên với Nifesia. Ai Dư Gôn nhận ra cô và quả nhiên đám Goblin này là từ chiếc tù và cậu cho mà ra. Và người Angie trước đây từng đề cập đến thì lại chính là Nifesia, lúc vào làng. Nifesia đã nghe lại mọi chuyện từ Angie và định đưa tay an ủi cô nhưng lại ngại. Enji thì lại mạnh mẽ và muốn cố gắng vì để chăm lo cho em gái. Nifesia tuy thích cô nhưng lại ngại không dám nói khiến cô mãi chỉ xem mối quan hệ giữa cả hai chỉ là bạn. Enji đã kể về Aizugon và muốn được gặp lại cậu để cảm ơn. Qua lời kể của Enji thì Nifesia nhận ra Aizugon mà cô kể phải là một pháp sư cấp cao và phép người đó sử dụng phải cấp 5 trở lên. Đã vậy cậu còn nghe kể về một cô gái mặc giáp đen đi cùng tên là Abedo. Nghe tên Abedo thì Nifesia nhận ra kiếm sĩ đi cùng cậu chính là Aizugon vì Nabe đã từng nhắc đến việc Abedo là người thương của Aizugon. Nifesia đã lo sợ khi bản thân lại định tiếp cận một người đáng sợ như cậu để điều tra về lọ thuốc. Aizugon lúc này thấy kinh ngạc vì 10 ngày trước người dân ở đây còn chưa từng đụng vào vũ khí mà giờ lại đang tập sử dụng nó để thảm kịch không xảy ra lần nữa. Nifesia đột nhiên chạy đến và nói là đã tìm ra thân phận thật của cậu nhưng cậu ta chỉ cảm ơn vì cậu đã cứu ngôi làng này và hứa sẽ giữ bí mật này cho cậu. Nifesia muốn hỏi cậu một thứ, cậu cho Nabe lui ra và Nifesia đã nói ra sự thật về lý do cậu ta muốn tiếp cận cậu, đó là về lọ thuốc hôm bữa. Ai gôn thấy bản thân đã hơi sai khi lấy lọ thuốc quý kia ra để giải quyết vấn đề. Nifesia muốn được biết cách điều chế để tìm hiểu. Ai gôn hỏi cậu về số người biết được bí mật của bản thân thì chỉ mình Nifesia biết nên cậu muốn. Nifesia ghi nhớ rằng cậu lúc này chỉ là một mạo hiểm giả bình thường với cái tên giả là Momon và để phân biệt giữa hai danh tính thì ở dạng nào ta sẽ gọi tên ở dạng đó. Nifesia sau đó đã quay về và Nabe muốn xin lỗi Momon vì đã lỡ nhắc đến tên của Abedo để rồi khiến cậu bị lộ. Cô định lấy mạng ra tạ lỗi thì cậu đã ra lệnh dừng lại. Họ sau đó đã bắt đầu tiến vào rừng để truy tìm sinh vật mang tên hiền vương rừng xanh. Momon và Nabe sẽ đi tuần tra trước và Nifesia muốn họ nếu gặp Hiền Vương thì hãy đuổi đi cứ đừng giết hại, vì họ cần Hiền Vương còn sống để bảo vệ làng khỏi những sinh vật thù địch khác. Vừa vào rừng thì cả hai đã gặp lại Aura. Cô nhóc đến đây để giúp cả hai tìm Hiền Vương nên Momon đành giao lại cho Aura đi tìm. Aura sau đó chạy đi và được hai con thú mà cô nhóc nuôi đến đi chung. Cả ba đến được hang của Hiền Vương và Aura đã chạy vào chọc giận nó rồi chạy về chỗ của Momon, cả đoàn nghe được tiếng động thì liền sẵn sàng ứng phó. Momon đã bảo tất cả ra khỏi rừng để cậu giao chiến và Nifisia hy vọng cậu sẽ không làm mọi thứ quá lên. Hiền Vương sau đó đã lao ra và dùng đuôi tấn công Momon. Nó khá khen vì cậu đã chặn được một đòn và cậu muốn nó ra mặt chứ đừng có trốn. Nó cũng nhận lời thách thức mà ra mặt. Để rồi cậu phát hiện nó là một con chuột hamster. Nó thấy cậu biết về loài của nó thì muốn cậu chỉ dẫn để nó duy trì nòi giống nhưng kích thước như nó thì không có đâu. Đánh chống lảng thế là đủ và giờ nó muốn chiến đấu. Momon đã rất tức giận vì quá kỳ vọng vào hiền vương này. Cậu chỉ ra một phép tuyệt vọng ở cấp 1 đã khiến con chuột sợ hãi mà xin tha, Aura hỏi cậu có muốn giữ con chuột lại hay không. Không thì cho cô bé xin. Thế là Momon đã đưa con chuột ra ngoài và tuyên bố từ giờ anh sẽ là chủ của con ma thú hiền vương này. Ai nấy khen ngợi và đề cao sức mạnh của nó, nhưng Momon chỉ thấy nó như một sự hổ thẹn cho đống lời khen nó. Nifesia đã xin được vào đội của Momon để có sức mạnh bảo vệ ngôi làng và Enji nhưng cậu đã từ chối nhưng vẫn hứa là sẽ cung cấp sức mạnh và trợ giúp Nifesia trong việc bảo vệ làng. Tối đó, cả đoàn đã về lại thành phố và tất cả sẽ đi giao đồ đến nhà Nifesia. Còn Momon và Nabe thì sẽ về hội để đăng ký cho con chuột, cưỡi con chuột và bị người khác nhìn khiến Momon thấy xấu hổ không tả được. Cậu cũng sẽ phải đặt tên cho nó, còn Nifesia và những người khác vừa về đến nhà thì vô tình chạm mặt ả đạo tạc kia. Cô ta nói bản thân đến đây để bắt Nifesia vì cần khả năng sử dụng mọi vật phẩm ma pháp của cậu để tạo ra một quân đoàn xác sống. Những người khác đã lên bảo vệ cho Nifesia, cô ta cần Nifesia sử dụng vương miện trí tuệ để tạo ra một đoàn quân xác sống. Phép này là cấp 7 và người thường không thể làm nổi. Tên thầy pháp cũng xuất hiện ngay phía sau và muốn ả ta làm lẹ, nhưng ả ta muốn chơi đùa thêm chút nữa. Trong lúc đó, Momon đã đăng ký cho con chuột thì vô tình bà của Nifesia tìm đến cậu. Bà cũng cố tiếp cận cậu và mời cậu về nhà gặp cả Nifesia luôn và cũng sẵn để lấy tiền ủy thác hộ tống đến làng. Lúc về đến nhà, Momon cảm thấy có điểm xấu nên đã rút kiếm ra và đi xuống hầm để thảo dược. Cậu phát hiện ra những người trong nhóm Peter đều đã bị sát hại và trở thành xác sống. Cậu chém chết họ để giải thoát và thấy người trẻ nhất và cũng là tội nghiệp nhất trong nhóm đã chưa thể thực hiện được nguyện vọng mà đã ra đi. Cậu hỏi bà có tìm thấy Nifesia đâu không thì không ai thấy. Qua xem xét thì kẻ thù ác có vẻ không sợ hãi nếu mấy cái xác này bị phát hiện và cũng phải khá tự tin rằng hắn sẽ bình an vô sự. Momon quyết định sẽ bắt kẻ gây ra chuyện này trả giá. Cậu muốn bà của Nifesia thuê cậu đưa cháu bà về luôn. Vì giờ cậu là người mạnh nhất thành phố này và cũng là người duy nhất đưa được cháu bà ta về. Bà chọn tin vào Momon và thuê cậu. Cậu ra giá là tất cả những gì bà có. Vì Nifesia là điều quý giá nhất của bà nên bà sẵn sàng đánh đổi. Momon và Nabe sau đó đã dùng rất nhiều cuộn giấy phép để truy tìm vị trí của Nifesia, và cả hai thành công tìm ra Nifesia đang ở một nghĩa trang với cả đại quân xương sầu, và hẳn là kẻ đã giết hại nhóm Peter cũng ở chỗ đó. Sau đó thì cậu đã báo với bà của Nifesia để bà đi báo lại với hội mà sơ tán nếu có bất chắc. Quân lính ở tường thành lúc này đã phát hiện lũ xương sầu kéo đến, họ cố chống trọi để chờ quân cứu viện đến nhưng lũ xương cứ thế tràn lên tường thành. Momon đã đến trợ giúp thì quân lính lại nghĩ cậu chỉ là cấp đồng nên đang đi nộp mạng. Nhưng cậu và Na Bê cùng con chuột đã lao qua tường thành để vào trong xử lý. Quân lính sau một lúc đã thấy lũ xương bị xử lý hết và có thể họ đã chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại. Lúc cậu càng qua đám xương thì Na b và con chuột phải ở trên trời vì lũ này nhạy cảm với sự sống nên cậu ở dưới này là đủ. Na Bê hỏi lý do cậu không gọi tiếp viện thì cho rằng việc này cậu không muốn cho quá nhiều người biết không thì họ sẽ đòi đi theo. Với cả cậu cũng muốn na bê tự mà suy nghĩ lấy chứ đừng có cái gì cũng hỏi, cậu sau đó gọi ra thêm hai ác ma để đối phó cho nhanh. Cả hai sớm tới được chỗ của tên thầy pháp. Con chuột thì bị bỏ lại trên cây, Momon cho biết bản thân chỉ là một mạo hiểm giả đang làm nhiệm vụ và đến tìm một cậu trai mà hắn cũng biết là ai, cậu muốn ả à còn lại ló mặt ra. À ta biết ẩn mình cũng chẳng ích gì nên hỏi lý do cậu tìm được thì chính đống thể mạo hiểm giả mà à ta lấy từ những nạn nhân đã tố cáo vị trí của à ta cậu đã giao lại tên thầy Pháp và đám giáo đồ của hắn cho Na và gọi à kia ra bên kia tử chiến. Na vừa thấy chủ nhân đi đã tung lôi thuật giật chết hết đám giáo đồ, cô thấy tên thầy Pháp cứ vừa lăn ra giả chết với đám kia thì có khi đã sống. Nhưng giờ thì cô sẽ cho hắn cái chết đau đớn nhất. Momon và à kia đã ra một bên và à ta cho rằng cậu là đồng đội của mấy người à ta giết ở cửa hàng. Nhưng cậu xem họ là những người sẽ giúp cậu nâng cao tên tuổi. Nhưng à ta đã cản trở kế hoạch của cậu thì cậu sẽ không tha, À ta cho rằng bản thân sẽ không thua vì ở đất nước này cô ta chỉ thua bốn người và một trong số đó là Gazef. Momon tự cao rằng à ta sẽ chẳng thể khiến cậu nghiêm túc chiến đấu vì tầm à ta na cũng dư sức đánh. Na lúc này vẫn đang đối đầu với tên thầy pháp, hắn ta nghĩ cô là một pháp sư nên gọi ra một con rồng xương, và con rồng này có chỉ số kháng phép cực cao nên Na B đã lấy kiếm ra và không thể rút kiểm ra khỏi bao mà lao lên tung một cú vào đầu con rồng khiến nó lăn ra bất tỉnh. Ông ta không biết cô có sức mạnh ra thì cô cho rằng bản thân không kém cỏi như lũ hạ đẳng con người. Hắn tức giận mà khôi phục lại cho con rồng và còn cho nó thêm vài bùa lợi. Na B cũng tự cường hóa bùa lợi lên bản thân để nghênh chiến. Cô lao lên né đòn thì bị nó tung đòn tiếp tục để đẩy lùi cô. Tên thầy Pháp bắn axit thì cô đã có khiên chắn, cô đáp trả thì con rồng bảo vệ hắn. Hắn quyết định gọi thêm một con rồng nữa ra bằng toàn bộ sức mạnh hắn có để xử lý cô vì sau khi cô biến mất thì hắn sẽ thu thập linh khí từ toàn bộ thành phố và hồi phục lại. Nabe vẫn lao đến tấn công thì bị con rồng dẫm trúng, nhưng cô vẫn đánh bật ra được. Còn ả à kia thì đang liên tục né đòn từ Momon và cho rằng cậu quá gà khi chẳng có kỹ thuật kiếm pháp, ả à sau đó bị cậu khiêu khích lại và quyết định cởi bỏ áo choàng để đáp trả. Cô ta có tốc độ cực cao và lao đến nhắm vào vai cậu để tấn công. Nhưng chỗ đó khá chắc nên Ả muốn lần sau phải nhắm vào chỗ mỏng hơn. À đột nhiên lao đến tiếp và cậu đã vung kiếm tấn công thì Ả nhanh chóng lách được. Qua vài đòn giao chiến thì Momon đã lần đầu được tiếp xúc với kiếm thuật cấp cao và thấy đây là bài học hữu ích, cậu có thể học hỏi nhiều hơn nhưng không còn thời gian nữa. Cậu đã bảo Na B hãy thể hiện quyền uy của thành viên Lăng Tẩm. Cậu sau đó cho Ả ta lao đến toàn lực mà đánh. Na B lúc này đang bị tên kia chê bai thì nghe thấy lời của Momon thì cô đã quyết định nghiêm túc mà đánh. Cô sau đó đã dịch chuyển lên trời và dùng phép bay để đứng trên kia. Cô quyết định sẽ cho hắn thấy người của lăng tẩm mạnh đến mức nào. Cô sau đó đã dịch chuyển ra sau đâm cho tên kia một nhát. Nhưng đó chỉ là cách cô cho hắn thấy cô có thể giết hắn dễ đến mức nào. Nhưng nếu cô thích thì đường đường chính chính thắng cô cũng làm được. Cô sau đó dùng phép xâm xét và cho hắn biết con rồng của hắn chỉ kháng được phép dưới cấp 6, còn cô thì nó không có cửa. Cô tung ra lôi long cấp 7 và thành công diệt hai con rồng xương và cũng đánh chúng cả tên thầy pháp khiến hắn chính thức tan thành cho bụi. Còn Momon thì biết Na B sẽ xong sớm nên bảo à kia cứ lao lên mà đánh. À thấy mắc cười vì cậu còn chẳng dùng được vũ khí cơ bản mà dám lên mặt. À ta cường hóa cơ thể và lao lên thì cậu chẳng làm gì nên à đã chọc kiếm vào mặt cậu và con rút ra một cây nữa để đâm vào và kích phép lửa thiêu đốt cậu. Nhưng cậu vẫn chẳng hề hấn gì và mà giữ chặt cô ta lại và biến về dạng ai dư gôn cho à hiểu lý do lý do cậu nói bản thân chẳng cần phải nghiêm túc với ả ta vì như này. Dù ả ta có làm gì thì cậu cũng chẳng thể chết, và giao hay phép thuật là quá thừa thãi. Cậu sẽ bóp ả ta đến gãy xương mà chết mà, ả ta cố vùng vẫy dãy ruộng thì chẳng có tí tác dụng. Và khi cậu đưa tay thứ hai tên để bóp chết ả ta thì mọi thứ đã kết thúc, cậu đã quay lại hội quân với Na Bê. Và con chuột cũng đã chạy đến, cậu ra lệnh cho Na Bê thu dọn đồ đạc của mấy tên đó còn xác thì để lại cho hội đến xử lý. Cậu sau đó vào tìm Nifesia và thấy cậu ta đã bị thương ở mắt và đang bị thương về cả tâm trí. Cậu xem qua vương miện thì thứ này đúng là giá trị thật và có thể đưa Nifesia về lăng tẩm để xử lý nhưng lỡ nhận việc rồi nên cậu phá luôn vương miện và đưa Nifesia đi. Cả ba sau đó thắng lợi trở về và Momon sau chuyến vừa rồi đã được thăng lên cấp bạch kim. Nabe có hỏi về hai bà cháu thì xử lý ra sao thì cậu muốn để họ đến ngôi làng của Enji và cậu sẽ để ngôi làng đó thành nơi cung cấp và chế tạo thuốc cho lăng tẩm. Cậu sau đó gọi về cho Abedo thì nghe tin Satya đã phản bội. Ta quay lại thời điểm lúc Aizugon đang vui vẻ với thân phận mô của bản thân thì ông quản gia. Sebat và một cô gái trong đội hầu gái đang đi ăn tối tại một nhà hàng và tiếp cận một tên trong giới quý tộc. Đây là kế hoạch của cả hai nhằm dụ tên này đến cho Satya xử lý. Cô hầu đã xin Sebat cho cô được xử lý tên quý tộc đây còn những tên khác thì giao cho Satya. Lúc trên xe ngựa thì ta biết cả ba đang tìm manh mối về võ kỹ mà chủ nhân của họ đang nghiên cứu. Sebat có thắc mắc về lý do Tia và Aura ghét nhau thì chỉ đơn giản là vì cả hai được các đấng tối cao lập trình như vậy. Xe ngựa sau đó đã dừng lại và họ đã bị một đám cướp đến chặn đường để bắt đi. Nhưng Tia đã cho một tên bay màu ngay tức khắc và còn hút máu lại. Cô thấy hơi chán nên cho đệ ra xử lý nốt. Còn cô hầu tóc vàng thì sâu hàng cho tên quý tộc. Hắn dại dột chạm vào và bị nút chừng không thương tiếc. Đệ của Tia sau đó cho biết gần đây có một cái hang và có một người biết về võ kỹ ở đó trình độ được sánh ngang với Gazep, sebat còn việc nên đã rời đi trước và để xa tia tự xử lý cái hang kia trong hang đó người được mệnh danh là sánh ngang được với Gazep có tên là brain brain nhận ra có kẻ xâm nhập và khi đồng bọn vào báo tin là chỉ có hai người phụ nữ thì anh ta đã đi ra xem thử và chạm mặt xa tia và đệ của cô đệ của cô lao lên và dính một nhát từ brain nên cô đã cho đệ sang một bên để cô tự xử lý brain đã xưng tên nên xa tia cũng đành đáp lễ và còn cho anh chuẩn bị tử tế trước khi đánh Brain đã sử dụng bí kỹ mà bản thân dày công khổ luyện từ lâu. Nó cho anh vạch ra một khu vực bao quanh khu vực mà anh đứng. Và chỉ cần kẻ địch bước vào thì anh sẽ tung ra một nhát chém siêu thanh. Có điều với sa tia thì vô dụng vì cô bắt kiếm của Brain chỉ với một tay. Nghĩ là anh chưa chuẩn bị nghiêm túc nên cô bước ra cho anh làm lại. Anh liên tục tung đòn nhưng sa tia chỉ luôn chặn bằng một tay. Brain đã nhận ra thực lực của cả hai chênh lệch lớn đến mức nào. Anh chỉ biết trước mắt anh là một con quái vật và đang xem thường thứ võ kỹ mà anh đã dành bấy lâu nay luyện tập chỉ như cái rẻ rách nên anh đã bỏ chạy và khóc lóc. tia thấy giờ cũng là lúc để kết thúc, cô ta sau đó hóa thành dạng quỷ và bắt đầu đi săn. Nhưng tên khác thấy Brain chạy vào thì ngay sau đó đã chạm mặt tia. Cô ta cứ thế đồ sát hết mấy tên lính lác này và sau đó phát hiện Brain đã tổ thoát qua một lối đi nhỏ ở đây. Cô ta sau đó bám theo ra tận bên ngoài và lại thấy con mồi nên xông đến tấn công đến khi chỉ còn lại cô gái tóc đỏ thì cô ta đã ném thuốc mà mua mon cho vào xa tia tia nhận ra thuốc của chủ nhân thì nhận ra chủ nhân đang muốn tạo mối quan hệ qua tra hỏi thì xa tia biết được cô ta và hội mạo hiểm giả đang làm nhiệm vụ truy tìm hang ổ của đám mạo hiểm giả đã chuyển sang làm lính đánh thuê và đội ngũ của cô ta đã chia nhỏ ra và hẳn là giờ này đã về đến thủ đô xa tia đã chạy đi tìm những kẻ đó vì không thể để ai bỏ trốn cô ta chia các con ra truy đuổi thì lũ con sớm bị tiêu diệt nên cô ta đã chạy theo để săn đuổi và đây là một sai lầm khi cô ta vừa lao đến thì họ đã dùng phép vào cô. Tuy tia đã tung đòn để hạ được hai tên nhưng rồi lại dừng lại và sáng hôm sau. Aizugon và Abedo thấy tên của tia đã chuyển đỏ nên hẳn là đã phản bội. Aizugon nghi ngờ đây là hiện tượng tẩy não NPC giống như trong game trước đây. Abedo muốn dẫn một đội đi xử lý tia nhưng Aizugon đã từ chối vì cậu muốn biết lý do tia lại. Phản bội vì tính cách của họ đều đại diện cho những đồng đội cũ của cậu nên cậu cần biết toàn bộ lý do. Abedo nghe việc cậu yêu quý họ như cách yêu quý đồng đội cũ thì khoái vì mọi người là trong đó có cô. Aizugon sau đó ra lệnh xác định vị trí của Satya để cậu đi xử lý. Aizugon sau đó đã phải dùng một vật phẩm cấp thần để tìm ra vị trí của Satya. Đúng lúc này thì Nabe gọi từ thành phố về để báo cho cậu biết rằng hội trưởng hội mạo hiểm giả đã gửi lời triệu tập Momon đến hội quán. Nghe xong thì cậu đã nhận lời luôn vì cũng đang định tới đó. Lúc đến gặp, hội trưởng nói rằng hôm nay ông gọi mọi người tới để chống lại một con ma cà rồng. Nếu chậm trễ thì có lẽ cả thị trấn này sẽ bị nó hút máu và tàn sát không còn một ai sống sót. Momon vừa nghe xong đã nhận ra đó chính là Sa Tia nên cậu liền đề nghị hội trưởng để việc này cho cậu giải quyết. Nhưng ở đây có một tên mạo hiểm giả tỏ ý khinh thường Momon và nói rằng cậu sẽ thất bại. Vì thằng này thấy rằng Momon chỉ hoàn thành có vài nhiệm vụ đã tăng lên danh cao nhất nên hắn muốn được đi cùng Momon để tận mắt chứng kiến sức mạnh của cậu. Momon cảnh báo rằng hắn sẽ chết nếu cố chấp đi cùng và kết cục cho hắn chính là bị trói vào gốc cây rồi bị ma dê cho đi bán muối. Momon đã cảnh báo từ trước nhưng hắn không nghe và đây chính là kết cục mà hắn đã chọn. Momon muốn thử dùng kiến tạo xác sống cấp cao lên lũ này để xem chúng sẽ biến chuyển như nào. Sau đó Momon đã đi cùng với Abedo đến chỗ của Satia. Nhưng trước mắt họ lúc này chỉ là một san tia với ánh mắt vô hồn, nhận ra cô ấy đã bị kẻ khác điều khiển nên Aizugon liền dùng một chiếc nhẫn có tên là ngôi sao hy vọng. Đây chính là một trang bị mà cậu đã kiếm được trong một lần quay gacha và nó có thể thanh tẩy toàn bộ khống chế trên người Sa Tia để khiến cô ấy trở lại bình thường. Nhưng khi cậu kích hoạt chiếc nhẫn thì bất ngờ ma thuật của nó đã bị giải trừ. Cảm thấy có mùi nguy hiểm nên cậu đã cùng Abedo rút lui khỏi đó. Cậu đã vô cùng tức giận khi lần đầu tiên có kẻ đã làm khó được bản thân và kẻ đó phải sở hữu một vật phẩm cấp độ thế giới thì mới có thể giải trừ được tác dụng từ nhẫn của cậu. Sau khi trở về Lăng Tẩm thì cậu đã cho người nâng mức phòng thủ lên cao nhất các thủ hộ giả đã đáp lại lời của cậu và làm nhiệm vụ bảo vệ xung quanh lăng tẩm. Còn cậu thì tới kho chứa đồ của bang hội để tìm lại những vật phẩm cấp thế giới của mình. Abedo lập tức nhớ ra người canh giữ ở đây là Pandora, một NPC do chính tay Aizugon tạo ra để chấn giữ kho đồ của bang hội. Và anh ta có khả năng biến hình thành bất cứ ai mà bản thân muốn. Có điều Pandora lại là một thằng dở hơi khiến cho chúa tể vô cùng xấu hổ. Từ giọng nói tới hành động bẩn bựa của anh ta cũng làm cho các cô gái phải cạn lời. Ban đầu Aisyrgon thiết kế cho NPC này một bộ quân phục vì cho rằng nó khá là ngầu lòi và xịn sò. Nhưng giờ tới cả chúa tể cũng phải cầu xin Pandora đừng làm xấu mặt mình nữa. Vì một mình con chuột là quá đủ xấu hổ rồi. Sau đó cả ba người đã tiến sâu vào trong lăng mộ của bang hội. Nơi đây được cậu làm ra để tưởng nhớ 41 đồng đội đã cùng cậu chiến đấu. Nó cũng chứa toàn bộ các vật phẩm cấp thế giới mà trước đây họ từng thu thập được và cậu muốn dùng đống đó để giải được khống chế trên người của Satia cậu cần phải tìm một vật phẩm có tên là thập nhị thần binh. Sau khi đã chọn đủ những thứ cần thiết thì cậu nói rằng sau này anh cũng sẽ đặt tượng mình ở một góc của lăng tẩm. Nghe xong thì Abedo rất đau lòng. Cô liền khóc nức nở vì nghĩ rằng cậu rồi cũng sẽ bỏ cô mà đi giống như những đấng sáng tạo khác. Nhưng sau đó cậu đã động viên Abedo rằng bản thân chắc chắn sẽ chiến thắng. Cậu sẽ đánh bại được Sa Tia để mang cô ấy trở về với lăng tẩm này. Sau đó cậu trở ra bên ngoài lăng mộ và trao một số vật phẩm cấp thế giới cho Aura cùng với Maze. Vì kẻ địch lần này rất mạnh nên cậu phải cực kỳ cẩn thận. gôn liền giao nhiệm vụ bảo vệ lăng mộ cho các thủ hộ rồi lên đường tới chỗ của Satia, còn bên trong lăng mộ thì Demiwook vô cùng lo lắng cho chủ nhân. Anh ta trách Abedo vì tại sao lại để cho chúa tể phải chiến đấu một mình trong khi ngài ấy có cả một đội quân. Người của lăng tẩm lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu nên Demiwook liền muốn ra bên ngoài để đi cùng chúa tể, nhưng Cositus đã ngăn lại vì mệnh lệnh của đấng tối cao đưa ra là ngài ấy sẽ tự mình chiến đấu với Satia. Thế là Demiurge buộc phải ở lại và cùng mọi người quan sát Ai Dư gôn qua tấm gương thần. Tuy chúa tể không có nhiều cơ hội chiến thắng nhưng các thủ hộ giả sẽ tin tưởng vào lời hứa của ngài ấy, còn Ai Dư gôn lúc này đang trên đường tới chỗ Satia. Không thể tin rằng một chúa tể đầy quyền năng mà giờ phải di chuyển lặng lẽ như một thằng hèn để kẻ địch không chú ý. Nếu mà bắt được kẻ đã gây ra chuyện này thì chắc chắn cậu sẽ cho hắn đăng xuất ngay và luôn. Được một đoạn thì cậu đã tới được chỗ của Satia cô ấy vẫn đang đứng yên một chỗ và đang ở trong trạng thái bị khống chế tâm lý. Trước khi đánh thức xa tia thì cậu đã thi triển rất nhiều phép thuật lên cơ thể mình. Chúng giúp cho cậu có thể tăng sức mạnh cũng như các chỉ số trong thời gian nhất định và sau cùng là một siêu cấp ma thuật khiến cả một vùng rộng lớn đều bị thổi bay. Nhưng đòn tấn công đó chỉ để đánh thức Sa Tia, đứng trước vị chúa tể của mình nhưng Sa Tia không còn nhận ra ngài nữa. Cô liền cười như một con điên vì nghĩ rằng sắp được kết liễu Aizugon. Bởi vì tâm trí Sa Tia đã bị điều khiển khiến cô nhận lệnh phải tấn công chủ nhân của mình. Còn cậu thì nói với Sa Tia là có giỏi thì cứ bơi vào mà tấn công. Vì trong từ điển của cậu không bao giờ có hai từ thất bại. Vừa dứt lời thì Sa Tia lập tức lao tới nhưng đã đạp phải bẫy mà Sa Tia đã thiết lập sẵn. Sau đó anh tung ra một quả cầu để tấn công nhưng Sa Tia đã đỡ được bằng tường đất. Thấy vậy thì cậu đã dùng nhà ngục xương sống khiến Sa Tia phải dùng phi hành để né tránh. Vì là một ma cà rồng nên San Tia có trong mình lượng sinh lực cũng như khả năng hồi phục rất mạnh. Hơn nữa cây thương cô cầm trên tay có thể hút máu đối phương để hồi phục sinh lực cho mình, còn về phía Ai Dư Gôn, là một pháp sư thì cậu lại có một lượng ma lực khủng khiếp. Sau một hồi tính toán chiến thuật thì cả hai lại tiếp tục bem nhau, cậu sau đó đã tấn công xa tia liên tục để cô ta không kịp hồi phục sinh lực. Nhưng xa tia lại né tránh cũng như đỡ đòn bằng những kỹ năng mà Ai Dư Gôn chưa hề biết tới. Cô ta sau đó đã gọi ra một ngọn thương ánh sáng và nhắm thẳng về phía chủ nhân để tấn công. Ai Dư Gôn bị gãy mất vài cái xương sườn cảm thấy sức mạnh của Sa Tia quá vượt trội nên cậu phải dùng thêm nhiều kỹ năng hơn. Và sau một màn trao đổi chiêu thức căng thẳng thì đến lượt Sa Tia phải nhận rất nhiều sát thương. Lúc này cô nghĩ rằng phải tấn công vào điểm yếu của nam chính thì mới có thể hạ gục được ngài. Thế là đòn tấn công tiếp theo cô đã thêm vào thánh thuộc tính vào và lấy đi lượng lớn sinh lực của Aizugon. Cô biết rằng thánh thuộc tính chính là khắc chế mạnh mẽ của một bộ xương như cậu. Tuy nhiên sau đòn vừa rồi thì Tia đã cạn gần hết ma lực nên cô sẽ phải chuyển sang chơi cận chiến nhưng dù là cận chiến hay tầm xa thì cậu sẽ chiều xa tia tới bến vì lâu lắm rồi cậu mới được đánh một trận đã tay như vậy xa Sa tia sau đó đã lao đến chỗ cậu rồi cắm thẳng gọn thương vào ngực cậu để hút sinh lực nhưng cậu đã né nhẹ ngọn thương và thi triển kỹ năng phản đòn khiến san tia phải vất vả chống đỡ và sau một hồi chiến đấu mệt mỏi thì cuối cùng xa tia đã tung ra con bài tẩy của mình cô liền triệu hồi ra một phân thân để cùng chiến đấu nó đã lao tới và tấn công ai -dư -gôn khiến anh phải rất khó khăn để né tránh và để tiêu diệt phân thân này cậu sau đó đã triệu hồi ra một chiếc đồng hồ phía sau lưng. Nó làm cho cả không gian bị làm chậm nên đòn tấn công của phân thân rất dễ né tránh và khi thời khắc đã điểm thì cậu đã khiến nó bốc hơi trong nháy mắt. Trận chiến càng kéo dài càng khiến cho Sa Tia rơi vào thế bất lợi. Cậu cũng thấy rằng đây chính là thời điểm để anh dứt điểm trận đấu và anh đã cho Sa Tia biết rằng từ đầu tới giờ anh chỉ giả vờ bị thương mà thôi. Vì mục đích thật sự của cậu chính là dụ cho kẻ chủ mưu đã điều khiển Sa Tia ra mặt. Nhưng có vẻ như tên này cũng là người thông minh nên vẫn chưa lộ diện và giờ sẽ là lúc anh giải thoát cho xa tia khỏi ma thuật khống chế xa tia không tin nên cô ta đã lao tới và tấn công cậu liên tục nhưng cô không thể làm được gì vì trên người cậu lúc này chính là bộ giáp hoàng kim của chủ nhân sebat một người đã từng là ân nhân và đưa cậu tới bang hội này sau đó cậu tiếp tục lôi ra những vũ khí mạnh mẽ của các đồng đội cũ đầu tiên là một thanh kiếm có thể dễ dàng xuyên thủng bộ giáp trên người xa tia Cậu liền cầm nó lên rồi lao đến xin nhẹ cánh tay của cô ta và tiếp theo là những món đồ bá đạo khác khiến Sa Tia không thể nào chống đỡ nổi. Lúc này Sa Tia buộc phải lao vào cậu với chút sức lực cuối cùng và cô liên tục dùng hấp huyết thương trên tay để hút máu của cậu. Nhưng dù hút bao nhiêu đi nữa thì chúa tể cũng chẳng vấn đề gì vì đẳng cấp của cả hai đã quá chênh lệch. Cảm thấy thời gian vui chơi đã hết nên cậu sẽ kết thúc Sa Tia ngay tại đây. Cậu liền dùng một ma thuật siêu cấp để thổi bay cả vùng đất. Nhưng đúng lúc chuẩn bị ra tay thì Ai Dư Gôn nhận ra kẻ điều khiển Sa Tia trốn ở phía sau lưng cô đã kịp trốn thoát. Còn Sa Tia tuy đã kịp thời tỉnh giấc nhưng cô vẫn phải bốc hơi cùng với vụ nổ. Sau khi trở về lăng mộ thì cậu đã cùng các thủ hộ thực hiện nghi thức hồi sinh Sa Tia. Nhưng các thủ hộ vẫn còn lo lắng sợ rằng Sa Tia sẽ tiếp tục phản bội nên cậu cho rằng nếu chuyện đó lại xảy ra thì lúc đó cậu sẽ cho họ toàn quyền xử lý. Và cái giá cho việc hồi sinh Sa Tia là 500 triệu đồng vàng. Chỉ sau một câu niệm chú thì những núi vàng đã hoàn toàn biến mất. Tia thì đã được hồi sinh ngay sau đó với một cơ thể hoàn toàn mới. Và tên của Tia trong bang hội đã trở lại nên Abedo yên tâm rằng ma thuật kiểm soát đã bị giải trừ. Một lúc sau thì Tia cũng tỉnh lại làm Aizugon rất vui mừng. Còn Tia khi được chúa tể quan tâm thì rất hạnh phúc và ôm lấy cậu khiến cho Abedo không khỏi ghen tị. Cậu có hỏi Tia rằng trên cơ thể còn có gì bất thường nữa không và con nhỏ này liền hoảng hốt khi thứ quan trọng nhất đã biến mất, đó là mấy miếng độ ngực. Mọi người ở đó ai cũng phải cạn lời, nhìn những thủ hộ giả vui vẻ với nhau khiến ai dư Gôn nhớ lại những đồng đội cũ của mình. Và dù họ đã rời xa lăng tẩm nhưng cậu giờ đây không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vì giờ đây những thủ hộ giả sẽ đi cùng với cậu trên con đường chinh phục thế giới này. Cuộc chiến lần này đã khiến cậu nhận ra nhiều điều. Anh cho rằng ngoài kia có một kẻ rất mạnh và đang có âm mưu nhắm vào lăng tẩm này. Và mục tiêu của tiếp theo của hắn có thể là quản gia Sebat, người được anh gửi đi điều tra ở bên trong thành phố nhưng chỉ cần hắn lộ diện thì nhất định anh sẽ cho hắn đăng xuất luôn khỏi thế giới này. Ta sau đó biết được hội hắc thánh kinh của Pháp Quốc chính là những kẻ chủ mưu thao túng sa tia. Tuy chưa biết kẻ đứng sau là ai nhưng chắc rằng hắn cũng có sức mạnh chẳng thua kém gì chúa tể Ai Bên phía Nifesia cùng với bà nội đã chuyển tới làng sinh sống và Na đã nhận nhiệm vụ hộ tống hai người và cũng ở lại đó để bảo vệ ngôi làng luôn. Phía quản gia xe bát thì đã có mặt ở thủ đô để điều tra theo lệnh của chúa tể. Còn kiếm sĩ Bren thì vẫn đang sang chấn tâm lý sau khi bị ăn hành của Satya, anh ta gặp được Gazef. Còn Momon thì đã trở lại hội mạo hiểm giả và chính thức được nâng lên cấp bậc cao nhất. Ai nấy đều hết lời khen ngợi cậu và cho rằng cậu là người mạnh nhất trong số những người mạnh nhất. Và giờ hội chẳng còn nhiệm vụ nào phù hợp cho cậu nên cậu sẽ về quán trọ để chờ. Vừa ra ngoài thì cậu nhận được thông tin gì đó nên cấp tốc hạ lệnh cho vài tên chỉ huy và cả Cositus huy động tấn công. Phần 1 của Overlord đến đây là kết thúc. Hành trình chinh phục thế giới của chúa tể Aizugon vẫn sẽ còn dài nên anh em muốn xem thêm thì ủng hộ nhiệt tình lên đi. Tạm biệt.